Chào mọi người đã trở lại với cái chuỗi video chia sẻ kiến thức về chatbot của Cương Bích. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái chức năng rất là thú vị của thằng Chatviewer. Cái này là những cái giá trị cơ bản thôi để giúp mình phân loại các cái khách hàng ở trong Chatviewer. Cái này thì mình sẽ làm và nói ví dụ thực tế luôn, bởi vì đây là mình nghĩ là cái hay nhất của thằng chatbot, chứ còn nếu mà mọi người cứ suốt ngày đi spam thì mệt lắm. Thì cái đầu tiên thì mình hay thường sử dụng nhất á, và kết hợp đa kênh á, thì mình sẽ sử dụng là những người đã truy cập vào cái đường link của blog. Tức có nghĩa là ví dụ như thế này, ở đây thì mình có một cái chương trình chẳng hạn, thì mình muốn là tất cả những cái người tham dự mình kiểm soát được. Đây đây không có đúng không? Người chờ một chút. Ok, mọi người nhìn ở đây đúng không? Thì đây là một cái đường link này của một cái blog. Và mục đích của mình để cái đường link này để đây làm gì? Tức là để cho mọi người mình kiểm soát được là ai đã kích vào link này. Và vì kích vào link này thì ví dụ mình mặc định là những người này đã quan tâm về cái remarketing, thì mọi người khi mà gửi thông báo á thì mọi người sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ chọn đây, chọn cái thằng này nhá, và chúng ta muốn làm với những người kích vào đường link remarketing 133 người chẳng hạn. Đấy, đó là một cái cách phân loại. Thì ở đây nó có hệ thống tự động chẳng hạn, ví dụ như sau khi mà họ kích vào cái đường link remarketing chẳng hạn thì sẽ gửi cái gì cho họ chẳng hạn, cho họ vào một cái phễu nào đó chẳng hạn. Cái này thì chúng ta đơn giản rồi đấy, cho phễu là ví dụ bây giờ tôi tạo ra phễu là sau khi đăng ký chatbot đi, ví dụ vậy, chào mừng bạn chẳng hạn, ví dụ vậy. Bạn ok đấy thì nó sẽ đi vào cái phễu này, hệ thống sẽ lọc những người kích link này thôi. Thì với hệ thống đường link thế này thì chúng ta có thể sử dụng ở nick Facebook cá nhân này, hoặc mọi người cũng có thể sử dụng ở group, và chúng ta có thể điều hướng đi đâu chúng ta muốn, và mình cũng có thể để ở YouTube, website. Nói chung là rất là tiện, mình khoái cái thằng này nhất. Nó tiện để mình lấy ra được. Ok. Đó là cái thứ nhất mình hay sử dụng. Cái thứ hai mà mình thường sử dụng nữa đó là cái block name mà người dùng đã truy cập, tức là họ không phải kích link mà họ kích ở trong hệ thống chatbot. Thì mọi người thấy ở đây, đây nhá, mọi người đây chọn attribute nhá, chọn đây, đây mọi người chọn cái này này, block name này, block ID thì mình không hay sử dụng bởi mình chả biết nó ID bao nhiêu đấy, và mình có thể sử dụng được đấy, ví dụ như vậy, ai đã kích vào cái block nào chẳng hạn, có bao nhiêu người chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mình muốn là những người dừng nhận tin chẳng hạn và xác nhận hủy chẳng hạn thì mình sẽ không gửi cho họ nữa. Đấy thì nó chỉ còn là 3.600 thôi. Hoặc là bây giờ mình có một cái chương trình gì đó thú vị cho những người này chẳng hạn. 570 người ở đây chẳng hạn. Đó, thì đó là cách để mình sử dụng. Tất nhiên là mình có thể kết hợp bằng dấu cộng ở đây để nhiều trường chẳng hạn. Mọi người để ý nhé, đây chúng ta có và này hoặc này. Nhưng mà thỉnh thoảng thì chúng ta làm nhiều trường quá thì nó không hoạt động. Đó, ok. Cái tiếp theo mà mình muốn giới thiệu mọi người đó là cái giới tính. Tại sao mà bot nó có thể phân biệt được nam nữ? Bởi vì đó là người dùng họ khai báo thôi. Đây, chúng ta sẽ đến cái phần đó là giới tính. Đây, đấy, chúng ta có này, nam và nữ riêng, nam riêng, nữ riêng. Tức là chúng ta tùy biến nội dung riêng cho họ, vì họ đặc tính họ khác nhau mà, vấn đề họ khác nhau và giải quyết vấn đề họ cũng khác nhau hoàn toàn. Rồi, đó là cái thứ ba. Cái thứ tư mà mình muốn nói với mọi người đó, đó là cái trường tùy biến này. Tùy biến tức là như thế nào? Mình sẽ gắn thêm. Đây mọi người nhìn cái trường tùy biến nhé. Mọi ví dụ khi mọi người vào chẳng hạn thì mọi người sẽ không thấy là mọi người có những cái trường này giống như của mình. Ví dụ như là
chatbot cơ bản, khu vực email, số điện thoại chẳng hạn, thì những cái trường này gọi là cái trường mà mình thêm vào thôi. Thực chất ChatGPT nó không không có những cái trường đấy, vì đặc thù cái ngành nghề của mình chẳng hạn thì mình có cái trường đấy. Ok, mọi người thấy là ví dụ những người mà kích vào cái khóa apply Hồ Chí Minh chẳng hạn thì họ được gắn cái giá trị này đấy nhá mọi người, đây là cái gắn giá trị nhá, đây này, xét giá trị cho người dùng này. Thì nếu mà chúng ta lên bảng trả phí á, thì chúng ta sẽ được xét thủ công chứ không phải đi qua hành động nữa, rất là tiện nhưng mà nó hơi đắt. Ok, thì chúng ta sẽ thấy này, đây mình sẽ gắn khu vực là Hồ Chí Minh này, đấy, ở đây mình gắn khu vực là Hà Nội này, thì mình sẽ thống nhất là cái giá trị là khu vực và mình sẽ gắn đó như vậy. Hoặc đăng ký chatbot chẳng hạn này, đấy, thì đây là những cái trường mà đây họ tên này, email này, số điện thoại ghi chú này, đấy, thì đây là những cái trường, đấy, nó sẽ xuất ra bên ngoài luôn. Và mình có cái trường này nó sẽ lưu trong hệ thống nhé. Ví dụ như khách hàng mà lần sau họ có thể quét quét code chẳng hạn, thì hệ thống nó sẽ tự biết là tên là gì, số điện thoại là gì, email là gì, bởi những cái trường này nó là lưu sẵn rồi. Ví dụ như mọi người nhìn ở đây chẳng hạn, đây, ví dụ mọi người thấy một cái ví dụ về cái chuyện là check in chatbot, đây, đăng ký lấy mã nhiều quá không biết cái nào. Cộng đồng à, đây 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 hiểu, đây là một cái trường này, workshop chatbot Hà Nội này, thì trường là tôi sẽ đến này và tôi không đến được này, thì hai cái này nó sẽ lưu vào cái trường đấy. Trường tùy chỉnh thì chúng ta có thể lưu bằng cái trả lời nhanh này, đấy, chúng ta có thể thêm bằng cái đây đấy, hoặc là chúng ta có thể thêm bằng đây. Tất nhiên là chúng ta có thể là đây là ví dụ như là xét trường chẳng hạn, là mình có thể tạo ra một cái trường mới tùy mình, tức là mục đích là để phân loại khách hàng khi mà họ truy cập vào cái blog đấy chẳng hạn, thì hệ thống nó sẽ tự nhận ra và xử lý phân loại. Lần sau ví dụ như mình muốn sử dụng chẳng hạn, thì đây ví dụ mọi người xem tôi sử dụng nhá, tôi muốn sử dụng đi, tôi muốn bây giờ tôi muốn có một chương trình gì đấy ở Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì tôi sẽ chọn cái khu vực đây, mọi người thấy Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh khi mà viết khác nhau thì nó sẽ lên khác nhau nhé. À đây có bạn Hà Nội B này, đấy, Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thì cái trường này thì chatbot thì nó không, mình không thấy là nó biết được, mình chỉ cài thôi, còn ở đây nó chỉ biết vị trí nước thôi, mình thấy là nó có biết là ở Việt Nam hay ở đâu chứ mình chưa thấy là ở cái vị trí thì nó ở đâu. Thì cái trường tùy biến này là cái mình khoái nhất và mình dùng nhiều nhất, và thật sự là mình không giới hạn cái khả năng tưởng tượng được, rất là phê. Ok, tiếp theo nữa là cái phễu tự động. Phễu tự động là thằng này mọi người nhá, đây đấy, ví dụ ở đây mình chỉ có hai phễu thôi, là đăng ký sau chatbot và workshop chatbot chẳng hạn, thì đó là cái thằng này đây, mình đang tắt thì mình sẽ không phải tạo group mà mình sẽ tạo cái thằng này đấy, 1 2 3 4 đấy, chưa. Ví dụ bây giờ mình phải ở đây là phải thí nghiệm nhé. Ok, thì chúng ta có cái phải là phải thí nghiệm, và những ai vào cái nhà ảo hay là công cụ UID chẳng hạn thì nó sẽ tự động vào phải thí nghiệm chẳng hạn. Chúng ta có cái chức năng đây, cái này thì mọi người có thể tham khảo thêm video YouTube đấy, đối tượng này vào phải thí nghiệm. Ok chưa? Tương tự thì chúng ta cũng có vào phễu và ra phễu nhá. Ok, đây nhá, chúng ta có vào phễu này, ra phễu này. Ví dụ như khách hàng họ tiềm năng chẳng hạn thì họ là ở phễu tiềm năng, khách hàng mà mua hàng rồi thì nó lại ở cái phễu là mua hàng rồi đó, thì nó như vậy. Ví dụ khi khách hàng mà mua hàng rồi thì nó sẽ phải tự thoát ra khỏi phễu tiềm năng, bởi vì cái content nó chăm sóc khác nhau, cái cách chăm sóc thì chúng ta cũng cũng khác nhau đấy, đó là cái trường mà tôi sử dụng. Tiếp theo một cái nữa là nguồn truy cập, cái này thì tôi đây, đây là cái thằng này,
nguồn truy cập. Đây chúng ta có cái suộc, trong này có rất là nhiều, nhưng mà có cái những cái mình dùng có những cái mình không dùng, nên là mọi người có thể khám phá thêm nhé. Đấy, từ m.me này, không xét này, trực tiếp này, send plugin này, quảng cáo này, đấy, để mình chủ động mình chăm sóc lại. Ok, thì đó là những cái mà mình dùng để phân loại khách hàng cơ bản ở trong ChatGPT, trong cái hệ thống chatbot của mình. Chúc mọi người thành công. Có câu hỏi gì thì mọi người có thể là đăng dưới video, hoặc là chúng ta sẽ vào cái cộng đồng chatbot. Đây, mình sẽ update video thường xuyên trong này cho mọi người. Và chúng ta sẽ hỏi đáp về chatbot, chat ở đây nhá. Ok, hẹn mọi người ở cái video tiếp theo.